Chào các em, hôm nay mấy em sẽ học bài Unit 10, Let's Eat, Lesson 1, A1. What shall we eat? Trước khi vào bài 12 thì mấy em sẽ chơi một trò chơi gọi là Skim Game. There are 10 pictures. Ở đây có 10 bức hình, mấy em nhìn hình và mấy em ghi từ. Mấy em ghi được nhiều từ thì mấy em sẽ thắng. Đầu tiên cô sẽ che những bức hình này lại và mấy em cố gắng ghi từ cho cô. Thời gian em ghi nhớ từ vựng là trong vòng 30 second, 30 giây. Now, let's begin. Bắt đầu nhé. Nhìn hình ra mấy em được ghi bao nhiêu từ, có đúng như mình đã ghi hay không. Giờ mấy em đọc những cái từ này với cô nha. Đầu tiên mấy em đọc này: sữa, milk, banana, fry, rose, bees, noodles, beet, fish, chicken, carrot. Tiếp theo, trước khi vào phần học phần A1, cô xem cho mẹ một số từ mới. Nào. Đây là rau chưng vịt hoặc là gọi là rau mâm xôi, mẹ em sẽ đọc là spinach. Spinach. Dưa leo mẹ em sẽ đọc là cucumber. 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 Đu đủ ở đây mập là pineapple, 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 pineapple là đu đủ. Đu đủ chín em sẽ đọc là bright, bright là chín. The four fires are bright. Now, chất thơm hoặc là chất khóm thì em sẽ đọc là chất thơm, em đọc là pineapple, pineapple. Pineapple là nhãn âm thứ hai. Sầu riêng em sẽ đọc là durian, durian, durian là sầu riêng. Ngửi mùi thì ngửi em sẽ đọc là smell, smell, smell. Đây là động từ. Đó là she can't smell the fish, phải không thể ngửi cá. Nào em đọc những từ này lại với cô: spinach, cucumber, papaya, rye, pineapple, durian, smell. Mẹ em nhớ ghi những từ này lại và mẹ học thuộc lòng cho cô và nghe đi nghe lại thuộc lòng cách phát âm đọc cô nhé mấy em nhé. Nào. Nam và Hoa đều thích dưa leo. Nam diễn tả là gì? I like cucumber. Mình nói là so do I. Tôi cũng vậy. Ở đây có hai cách nói, đó là diễn tả sự đồng tình với ý kiến của người khác. I like cucumber. Mình nói là I like cucumber too hoặc là I do too. I like cucumber too là cách nói đầy đủ, còn I do too là cách nói ngắn gọn. Hoặc là so do I. Mình em nói ví dụ thứ hai. Hoa nói là gì? I like apple. Hoa nói là tôi cũng thích táo, là I like apple too. Hoặc là nói ngắn gọn I do too. So, hoặc so do I. Phần này là mấy em dùng to so để diễn tả sự đồng ý là cũng vậy.
Tiếp tục. Đây là diễn tả sự không đồng tình. Nam doesn't like habits. Mình doesn't like habits. Mình nói là I don't like habits. Mình nói là neither do I. Tôi cũng vậy. Ở đây có thể ta dùng câu đầy đủ là I don't like habits either. Hoặc là I don't either. Đây là cách ngắn gọn. Hoặc là neither do I. Ví dụ thứ hai đó là gì? Lan diễn tả nó là I don't like carrots. Và nói là I don't like carrots either. Tôi cũng không thích. Hoặc là nói ngắn gọn là I don't either. Hoặc neither do I. Từ những ví dụ trên, mấy em sẽ... Những ví dụ trên là để biểu đạt sự đồng tình về sở thích. Dùng too so, em nhớ I like beans and cucumber. Người thứ hai sẽ nói là I do too. Hoặc là so do I. Tôi cũng vậy. Too so có nghĩa là cũng vậy. Ở đây theo cấu trúc là too đứng ở cuối câu và so đứng ở đầu câu thứ hai. Đảo ngữ too so, em nhớ là dùng trong câu khẳng định. Còn bên đây là diễn tả sự không đồng tình. Đó là I don't like pork. Người thứ hai nói là I don't either hoặc là neither do I. Ở đây either và neither có nghĩa là cũng không. Ngoài người ta đọc either, người ta có học thể đọc là neither hoặc either nha mấy em. Ở đây mấy em dần cho cô thể phủ định thì chủ ngữ cộng cho don't like hoặc là doesn't like. Phần thứ hai là trả lời hoặc là chủ ngữ cộng cho don't hoặc là doesn't, sau đó là dùng either. Either thường đứng ở cuối câu, còn neither đứng ở đầu câu thứ hai đảo ngữ. Bản thân của neither nó ở dạng phủ định, nên khi dùng trợ động từ, ta không còn dùng don't hoặc doesn't mà nó trở về dạng khẳng định, đó là do the, sau đó cộng cho chủ ngữ. Bài em làm bài tập cho cô điền too so hoặc là either, neither vào các câu sau đây sao cho thích hợp. Phần bài tập này làm cho em hiểu rõ cách điền to so và either, neither vào trong câu. Em chú ý trước khi vào điền, em phải xác định câu nào là khẳng định. Nếu là câu khẳng định thì ta sẽ dùng to so. Còn câu phủ định ta sẽ dùng either hoặc là neither. Nhớ to đứng ở cuối câu, so đứng ở đầu câu thứ hai. Tương tự như vậy, either đứng ở cuối câu, còn neither đứng ở đầu câu thứ hai, đảo ngữ trong câu phủ định. Mấy em bắt đầu làm cho cô. Rồi, đây là câu kết quả của mấy em. Two, number one, two. Number two, so. Number three, either. Number four, neither. Mấy em mở tập ra và ghi những cái này, phần này vào cho cô. Nhớ học thuộc lòng cấu trúc giùm cho cô. Đó là phần cấu trúc trong phần A1. Now, look at the picture. What did Hoa and her aunt buy at the market? Hoa và dì của Hoa mua ở chợ, mua cái gì ở chợ? Now, they bought baked beans, cucumber and orange beans to ask ma'am. Now, giờ mấy em đón cho cô câu true false. Ở đây có là 5 sentences. Ở đây có 5 câu. Now, number one là at the meat town they bought chicken. Ở quầy thịt thì họ mua gà. Number two, what aunt like bees. Là gì của Hoa thích đậu. Number three, at the vegetable store they bought beans and cucumber. Ở quầy rau thì họ mua rau mâm xôi và dưa leo. Number four, a papaya and a pineapple are fried. Ở đây là đu đủ và khóm thì chín. Number 5, at the root store they bought some orange. Ở quầy trái cây thì họ mua một số cam, một ít cam. Giờ mấy em cho cô câu true false, thời gian là 1 phút. Kết quả của nó là number 1, corn, beef chứ không phải là chicken. Number 2 là corn. Why aunt doesn't like beans? Và number 3 là 2. At the vegetable store they bought spinach and cucumber.
Number four, fawns. The fire and fireball and bright. Number five, two. At the rooster, they bought some orange tea. Giờ tiếp theo để hiểu rõ hơn thì mẹ em nghe cho cô cái phần listen and repeat then write the dialogue with a partner. Giờ mẹ em nghe và mẹ em nắm ngữ nghĩa để hiểu đoạn đối thoại để trả lời câu hỏi cho cô. Yesterday, Hua and her aunt went to the market. First they went to the meat stall. There was a good selection of meat on the stall. Chicken, pork and beef. What meat would you like for dinner, Hua? There's chicken, beef, and pork. I don't like pork. Neither do I. So you can have beef or chicken. Let's have some beef. Okay. Next, they went to a vegetable stall. There was a wide selection of vegetables on display. We need some vegetables for dinner too, Anne. What would you like? I'd like some peas, and I'd like some carrots, too. But, Juan, I hate carrots. And I don't like peas, either. What about spinach and cucumbers? I like them. So do I. They're my favorite vegetables. Okay, let's get some of those. Finally, Juan and her aunt stop at a fruit stall. We need some fruits, Aunt. What shall we buy? Let's buy a papaya and a pineapple. They aren't ripe. Neither are the bananas. Let's buy some oranges then. Okay. Can you smell the durians? I don't like them. Neither do I. I hate durians. Này, bây giờ cô sẽ sơ cái này là lời dẫn là yesterday Hua and her aunt went to the market. Hôm qua, qua và gì của cô ấy là đi chợ phải không? First, they went to the meat stall. There was a good selection of vegetables, chicken, pork, and beef. Đầu tiên thì họ đi đến cái quầy thịt. Thì ở đây có một sự lựa chọn rộng rãi, như là gồm có nhiều thịt, thịt gà, thịt heo và thịt bò. Nhưng em đây là đoạn đối thoại, họ thích, họ mua cái gì và họ không mua cái gì. Như thịt là what meat could you like for dinner Hoa? Dì của Hoa hỏi là con có thích con muốn dùng thịt gì cho bữa ăn tối? Hoa trả lời là there is chicken, beef and pork. Là ở đây có thịt gà, thịt bò và thịt heo. Hoa nói diễn tả là I don't like pork. Dì của Hoa cũng là neither do I. Hai người này đều không thích thịt heo. So you can some beef or chicken. Let's have some meat, okay? Cuối cùng là họ mua thịt gì? Thịt bò. Và em dòm kế tiếp ở cái quầy rau cải nè. Next, they went to a vegetable stall. Thì ở quầy rau cải là there were a wide selection. Selection là sự lựa chọn em. Display là trình bày hoặc là trưng bày. There was a wide selection. Sự lựa chọn rộng rãi. A vegetable or display. Ở đây vegetable thì rau cải là họ thích cái gì em? Qua diễn tả là I like some beans and I like some carrot too. But why I hate carrots and I don't like beans either. Qua thích đậu và cà rốt nhưng mà gì của Qua thì không thích. Cái phần thứ hai đó là what about spinach and cucumber? I like them. So do I. Như vậy là hai người gì của Hoa và Hoa đều thích là rau mâm xôi và gì? Dưa leo. They are my favorite vegetable. Okay, let's get some those. Cuối cùng là họ đi đến quầy nào nè. Finally, Hoa and her aunt. Chứ phải ăn cơm mấy em. Her aunt stopped at the restaurant. Cuối cùng là họ Hoa và gì của Hoa ngừng ở cái quầy trái cây. They need some roots. Chúng ta cần một số trái cây. What shall we buy? Thì chúng ta nên mua cái gì? Let's buy a papaya and pineapple. They aren't ripe. Neither are bananas. Let's buy some orange then. Chúng ta hãy đi mua một số ít cam. Okay, can you smell the durian? I don't like them.
Neither do I hate. I hate durant. Nếu vậy ở quầy rau cải họ chỉ mua là a pint of cái gì mấy em? Orange tea. Some orange tea. Rồi, bây giờ mấy em bắt đầu chuẩn bị trả lời câu hỏi cho cô. A, B, C, D, E, S. There are six questions. Question A, what did Hoa and her aunt buy at the market? Hoa và dì của Hoa mua cái gì ở chợ? B, does Hoa like pork? How about her aunt? Ở đây là Hoa có thích thịt heo không? Và dì của Hoa thì như thế nào? C, what meat would you like for dinner? Họ thích cái gì cho bữa, họ muốn dùng gì, thịt gì, họ thích thịt gì cho bữa cơm tối? D, what's our favorite vegetable of Hoa An? Là dì của Hoa là thích loại rau gì? Loại rau gì mà dì của Hoa thích? E, what fruit did they buy? Là họ mua trái cây gì? F, why did they buy a fire and pineapple? Tại sao họ không mua đu đủ và khóm? Thơm. Mấy em tìm trong câu trả lời trong bài 12 phần A1 cho cô. Thời gian của mấy em làm giùm cho cô là 5 phút. Rồi xong đây là câu trả lời của mẹ. A. Hoa and her aunt bought some beets, some cucumber and spinach and some orange. B. Đây là dạng yes, no. Ở đây là no, she doesn't. And neither does her aunt. Cô ấy không thích thịt heo và dì của cô ấy cũng vậy. Là no, she doesn't. C. Ở đây là they would like some beets for dinner. Họ thích thịt bò, họ thích dùng thịt bò cho bữa cơm tối. Câu D là gì? Là loại rau ưa thích của dì của Hoa là gì? Đó là gì? Spinach and cucumber are the favorite vegetable of Hoa An. E, what fruit did they buy? They bought some orange. F, why did they buy a papaya and pineapple? Là tại sao họ không mua đu đủ và khóm? Bởi vì sao? They aren't fried. Bởi vì nó không có chín. Nào phút bị đập liền. Mem viết và trả lời câu hỏi này vào tập dùm cho cô. Phần cuối cùng. Xong em đảo lại, mem nhớ lại có chút to so either neither. Và một số ngữ nghĩa trong bài mấy em làm bài tập này cho cô. Circle A, B, C, D, A, B, C, or D to choose the best answer. Giúp em chọn câu cho cô. Thời gian trong vòng là 5 phút nào. Let's begin. Phần trả lời câu số 1 là ở đây the sunlight là thể cố định, ta dùng either hoặc là neither. Mà đứng đầu câu thứ hai thì ta dùng neither. Sau would like là một to verb thì ở đây là câu B. Number 3. She was busy yesterday. Hôm qua anh ấy bận rộn và những anh trai của anh ấy cũng vậy. Đây là câu was, đây là câu khẳng định, ta đây dùng gì là so. She can't speak English very well, and so don't attend. Đây là thể phủ định, thì ta sẽ dùng đây là gì? Neither. Ở đây có hai câu lộn neither hết trơn hả mấy em? Ở đứng đầu câu thứ hai là neither. Number 6. After you take the medicine, you will feel. Đây là ngữ nghĩa. Sau khi bạn dùng thuốc thì bạn sẽ cảm thấy làm sao? Better là tốt hơn. Tốt hơn ở đây gồm có hai cái, đó là A là well, B là better. Thì vậy là cô chọn đi. Ở đây có phanh better đây lộn, mấy em sửa lại đi cho cô. Đi mấy em, A and B đều đúng. Number 7.
I hate carrot and I don't either. Đây là thể phủ định. Thì ta sẽ dùng là either, những ngữ cuối cùng. Ở đây là thể phủ định thì ta dùng I didn't like the film. Tôi không thích phim này và chúng tôi cũng vậy. Thì câu nào là đúng nhất đây? Ở đây là câu D. Nếu dùng either thì là I didn't either. Còn nếu dùng neither thì là neither did we. Number 9. Ở đây là dùng gì? Like là khẳng định. Thì đứng đầu câu thứ hai mấy em dùng so. Number 10. Đây là thể phủ định. Thì là neither do I. I là phải I don't either. Mấy em chú ý cho cô ha. Nào, copy đọc liền. What can you study today? Hôm nay mày học cái gì? Học về why and her aunt went to the market yesterday. Hỏi why và gì của why đi chợ hồi hôm qua. Thì ở quay là gì? Thịt họ mua cái gì? Dạ mấy em đã học rồi. Ở quay thịt, quay rau và quay trái cây. Thì họ đã mua những gì? Thì trong bài này thì mấy em học cấu trúc là dùng to so hoặc là either neither. Mấy em nhớ cho cô to so có nghĩa là cũng vậy, dùng trong câu khẳng định. To đứng ở cuối câu, còn so đứng ở đầu câu thứ hai đảo ngữ. Còn dùng either neither là dùng trong câu phủ định, nó có nghĩa là cũng không. Either đứng ở cuối câu và neither đứng ở đầu câu thứ hai đảo ngữ trong câu phủ định.